Thưa quý vị, và câu chuyện tình tiếp theo, đây là một câu chuyện tình nổi tiếng trong tác phẩm Lolita. Thưa quý vị, và giống như nhiều cái mệnh đề khác từ các nhân vật trong phim, trong truyện, Lolita được nói về một lứa tuổi mới lớn đầy nhựa sống như một bông hoa hé nở. Và câu chuyện về nhà tiến sĩ tâm lý Humbert, ông đã có tình yêu với một Lolita, nhưng chẳng may cô vì cơn bệnh nặng, hiểm nghèo đã qua đời. Và từ đó về sau, ông quan niệm rằng ông chỉ có thể hạnh phúc và thăng hoa với lứa tuổi Lolita mà thôi. Và ông đã lấy một người phụ nữ trung niên, vì cô ấy có một người con gái đang ở lứa tuổi gọi là tuổi mới lớn. Thưa quý vị, và trong một sự bất ngờ, người vợ của ông qua đời. Ông đã từng chu du khắp mọi nơi với người tình bé nhỏ của mình. Và thưa quý vị, việc gì đến thì cũng đến. Khi cô gái ấy đến tuổi trưởng thành, cô đem lòng yêu một người khác. Và điều đó khiến cho ông điên cuồng và không chấp nhận được điều đó có thể xảy ra. Và chuyện gì sẽ tiếp tục phát triển trong câu chuyện này trên sân khấu Bước Nhảy Hoàng Vũ. Chúng tôi xin mời quý vị hãy hướng về sân khấu để cùng theo dõi đoạn video clip ngắn sau đây để hiểu thêm về tiết mục mà các bạn chuẩn bị xem với Ninh Dương, Lan Ngọc và Daniel. Désespoir, je suis malade. Parfaitement.
tu maman la dedans comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir je suis malade c'est ça je suis malade tu m'as privé de tous mes chants tu m'as vidé de tous mes mots et j'ai le cœur complètement malade ce n'est la barricade t'entends je suis malade Dương Lan Ngọc, Daniel và nhóm múa Trường Múa Thành phố Hồ Chí Minh.